Ok, chào mừng tất cả đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi bạn đến chương trình này góp của tốc cần. Khi lượt đăng ký mới các bạn nhận được 500 tốc cần nam TT. Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn đăng ký các bạn. Phía nam các bạn ghi họ và tên. Ghi tên của mình đúng không ạ? Đồng đầu tên họ gì đó. Rồi email các bạn đưa chỉ email. Và các bạn nhập ví LC20 bên vô các bạn. Mình lấy giấy chút này, giấy miễn ý chút Minamat quý vị cũng được chứ. Mình hỗ trợ nền tảng nghe Ethereum.io EC20 nha các bạn. Rồi các bạn copy nha các bạn. ETH rồi. Các bạn sao chép nha các bạn. Nữa tên nó trả về giấy đó, giấy chút wallet mình các bạn. Rồi các bạn bắt giận các bạn. Rồi dòng đầu dòng này các bạn bỏ các bạn login đi, các bạn ghi tên các bạn, các bạn lưu ý các bạn ghi tên không có số nha. Rồi tên anh đi. Rồi password có một, đầu tiên thì một chữ viết qua và một ký hiệu đặc biệt và số nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào này các bạn xin up chắc được mà. Được không? Login ID minimum xài 4 số các bạn ơi. Các bạn tự lưu ý từ 4 số các bạn. Anh quên đi. Rồi các bạn bấm vào đây login các bạn. Cái này được nè. Login ID kỹ tờ. Anh bút số 1 thế kìa. Cái này được nè. Kỹ tử Login ID Alphabet. Các bạn chữ thường các bạn. Anh quên rồi. Anh từ 4 số. Anh 60 thưa. Anh An thưa. Rồi như vậy được các bạn. Các bạn ghi chữ thường nha các bạn. Rồi các bạn lưu mật khẩu nè. Account you Gmail spam nha các bạn. Các bạn mở thư lên. Lít vào 3 chiếc gạch và tư xe bam nha các bạn. Chipboard BB trên. Sao nó kêu vô hộp thư xe bam không có gỡ ta.
Điều thứ 9. No, xin up verify. Rồi, cái này nè các bạn. Các bạn giờ học thứ 9 không có thì giờ học thứ 13 nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào nước account nào các bạn. Login nha các bạn. Anh An. Các bạn nhớ ID mình nha các bạn. Rồi. Các bạn login. Bạn bấm vào nút login nha các bạn. Rồi, các bạn ghi ID mình vô các bạn. Anh An. Rồi các bạn login nha các bạn. À, mình đã nhận được 10 token rồi đó các bạn. 10 token. Chưa. C20 giấy của mình đây nè. Này các bạn, nó có chương trình AirDrop là dành cho user mới 500 token 5 TT nè các bạn. Con này nó không có yêu cầu KYC các bạn. Mà mình KYC luôn các bạn. Mình hướng dẫn các bạn KYC luôn. Các bạn lít cho 3 chỗ gạch nè. Các bạn vào một KYC nữa các bạn. Đặng rút tiền cho dễ các bạn ơi. Rồi các bạn vào Crypto nữa các bạn. Rồi nó có lưu thông tin sẵn của mình rồi, các bạn nhập số điện thoại của mình vô các bạn. Nhập địa chỉ của mình vô các bạn, mã zip code các bạn lên mã bưu điện ấy các bạn. Rồi các bạn ghi user Telegram mình vô. Anh không 0329931577. Rồi có 3 hình thức chọn là passport giấy chứng minh nhân dân. Rồi các bạn chọn tạp gỡ lên nha các bạn. Các bạn nào mà các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Các bạn KYC nha các bạn. Vì cái thêm điện thoại nó treo hoài. Verify ship 2 nè, 1.2. Chọn ID card nè. Thôi các bạn, như video mới kết thúc, câu này nó không yêu cầu KYC, khi nào có yêu cầu KYC mình sẽ làm một video sau các bạn. Quá lu bu. Chào tạm biệt, vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.